rách nhá. Không bổ. Chà, không bổ. Không mũi. Tôi nhớ cần vẫn đoạn Zuka debut, người ta nói Zuka không mũi, còn tôi ở đây. À, không chấn. Một con người này. Đồ ác độc này. À, đồ ác độc. Tôi không chấn luôn mà làm meme được. Các cậu lấy cái nỗi buồn của người khác ra làm cho đùa, ra làm meme. Oh my god, kênh chat ác độc. À không không, không phải kênh chat ác độc mà rách ác độc. À, đây này, không vô mày đau này, không mũi không mày đau này. Ơ hơ, có chấn em la không không? Này ý thôi. Cứ phải trêu người ta. Có phải một nghìn hai người like cái bài này. À, không chấn tôi buồn cười quá à. Sợ. Được đấy, mấy người, được đấy. Bạn tốt của nhau. Ghét. Dislike.